để chân đi tại chỗ mở rộng vai cho mình để luôn đấy nhá. Chúng ta sẽ chéo tay này, sau về như này, và sau mở xuống mình chạy tim. Ok, lại này, 5, 6, 7, 8, đổ, về, thêm, tay, chéo, ra, dùng trái tim. Rồi chúng ta tiếp theo, tay để mình alo, alo này, phải này, tay trái chéo, và mở ra như này. Sau đó lật chân tay phải lên trước, và sau đó cùng lật hai tay, lật nhanh nhẹ, đây nhìn đơn, đơn này, mở ra này, nhanh nhanh. Ok, tiếp theo, nguyên để quên cái vị trí này chỉ là móc hai tay với nhau thôi như này. Móc hai tay nghe một cái như này, sau đó đổi lên như này, và sau đó đập đập. Thả ra là xong. Một, nhìn nhá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì mình sẽ bài nhịp nhanh phần thứ 2 nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, về, xong. Ok, như vậy chúng ta đã vừa học xong bài nắm đôi bàn tay của cây trần. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc mọi người có một